COVID-19. Còn trọng pháo thì dễ bị tiêu hủy lắm. Các cơn đau buốt, khớp buổi sáng sớm và đêm gần như biến mất. Những tiếng kêu lục khục không còn xuất hiện, vận động và sinh hoạt dễ dàng hơn. Quý vị muốn mua viên xương khớp Bách Niên Kiện, hãy gọi tới tổng đài miễn cước 1800. Pháo bay ngựa anh đi đá.
làm sao có kiểu vàng hai lòng tiếc. Ngày cưới tụi mình chắc buồn hơn trong mộng, vượt mấy công đức cài anh lội bộ rước dâu. Đám cưới nghèo chắc im liềm không tiếng pháo, cô bà kia vui miệng bánh chung cà. Sao lễ lên đèn đốt nhang bàn thờ tổ, hai đứa quỳ đầu lại cha mẹ hai bên. Mẹ kề tay cha mỉm cười nói nhỏ, hai đứa tụi nó nghèo mà hết dạ thương nhau. Hãy subscribe.